các viên chức cao cấp trong nội các cũng như là từ quốc hội. Tổng thống Donald Trump đang dự lễ cầu nguyện cùng mục sư Andrew Renson tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018. Mục sư này mới được Thổ Nhĩ Kỳ phóng thích và ông đã cầu nguyện Thượng Đế hãy ban trí tuệ siêu nhiên cho ông Trump. Tổng thống Trump đã tổ chức buổi đón tiếp một mục sư Hoa Kỳ vừa được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do. Tổng thống nói rằng sự phóng thích này sẽ cải thiện mối quan hệ bị rạn nứt trong mấy năm gần đây giữa Hoa Thịnh Đốn và Ankara. Tuy nhiên, ông phủ nhận sự việc mục sư Mỹ được thả này có liên quan đến vụ ký giả Saudi bị mất tích sau khi vào tòa lãnh sự Saudi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi tiếp đón diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Bảy với sự hiện diện của nhiều viên chức cao cấp trong chính phủ Trump. Trước những ống kính đo hình ghi nhận buổi tiếp đón đặc biệt này, Tổng thống Trump đã đích thân mời mục sư Andrew Renson đến Tòa Bạch Ốc khoảng một tiếng đồng hồ sau khi phi cơ đưa ông Renson về Mỹ đáp xuống phi trường. Trong buổi đón tiếp đầy cảm xúc, ông Renson hỏi Tổng thống rằng ông có thể cầu nguyện cho Tổng thống được không? Khi được ông Trump đồng ý, ông Renson đã quỳ một gối bên cạnh Tổng thống và cầu xin Thượng Đế là hãy ban cho Tổng thống có được trí tuệ siêu nhiên. Sự việc ông Renson bất ngờ được thả sau 2 năm bị giam đã xảy ra trong lúc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang mong đợi được chính phủ Mỹ trợ giúp trong cuộc đối đầu với Vương quốc Ả Rập Saudi liên quan vụ ký giả Jamal Khashoggi biến mất sau khi bước vào tòa lãnh sự Saudi tại Istanbul và không bước ra trở lại với hôn thê đợi ở bên ngoài. Ông Jamal Khashoggi chuyên viết bình luận cho nhật báo The Washington Post và thường chỉ trích gia đình hoàng gia tại Ả Rập Saudi. Các nguồn tin tình báo cho biết ông Khashoggi đã bị giết sau khi bước vào tòa lãnh sự và bị chặt xác bằng một máy cưa xương để phi tang dấu vết. Án mạng được thực hiện bởi một đội mật vụ Saudi được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ với sứ mạng thanh toán ký giả 59 tuổi này. Thổ Nhĩ Kỳ đã hy vọng được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong việc bắt buộc Ả Rập Saudi phải nhận trách nhiệm trong cái chết của ông Khashoggi. Thế nhưng vào ngày thứ Bảy, ông Trump khẳng định rằng sự phóng thích ông Renson không liên quan vụ ký giả Saudi, chỉ là sự tình cờ, ông Trump nói với các ký giả tại Tòa Bạch Ốc. Đúng là như vậy. Trường hợp ông Renson bị bắt đã được các nhóm bảo thủ tôn giáo Mỹ đề cao, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence và một số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội. Và vì biết điều đó nên ông Trump đã sốt sắng nhận công. Ông nói rằng chính phủ của ông đã gây áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ để bắt buộc Thổ phải thả ông Renson, chứ không có một thỏa thuận ngầm nào khác. Ông Renson, 50 tuổi và vợ là Noreen đã sống và truyền giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 20 năm. Họ điều hành một nhà thờ Resurrection Church ở Izmir vào tháng 10 năm 2016. Ông đã bị bắt và bị tố cáo làm gián điệp trợ giúp quân khủng bố. Mục sư này bị tuyên án 3 năm tù vào tháng 7 vừa qua. Ông đã được quản thúc tại gia và vào ngày thứ 6 vừa qua thì tòa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm án của ông xuống bằng thời gian ông đã bị giam. Ngay sau đó, ông được dàn xếp để mau chóng bay về Hoa Thịnh Đốn trên một máy bay quân sự. Sự trở về của ông Renson là một thành công ngoại giao của ông Trump, người đang vận động sự ủng hộ của những người tin lành dành cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã reo mừng trong buổi vận động tranh cử vào tối ngày thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 ở Ohio, khi Tổng thống thông báo rằng mục sư Renson đã được trả tự do. Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? Tôi đã sinh ra trong một gia đình có bố là luật sư, mẹ là bác sĩ. Do may mắn, gia đình tôi mua được bất động sản trước khi giá nhà đất bùng lên. Trước khi sang Mỹ, tôi từng học tại một trường đại học nổi tiếng. Do có chút nhan sắc và tham gia một số hoạt động văn hóa trong trường, nên tôi quen biết rất nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu. Cuộc sống của tôi lúc đó khá sung sướng. Tôi ngồi uống cà phê hàng ngày ở các khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng. Đến năm 2000, cha mẹ bán nhà cố gắng cho tôi đi học thạc sĩ ở Mỹ. Sang tới đây, buổi sáng tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm. Bất cứ việc gì tôi cũng làm, từ chăm sóc người già, lau nhà, rửa bát ở quán ăn. Tôi không ngại, không xấu hổ, miễn là có tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình. Mặc dù là bố mẹ tôi cũng có thể nuôi tôi ăn học đàng hoàng.
Nhiều lúc tôi tủi thân vì trình độ văn hóa cao mà bị chủ nhà hàng chửi mắng, nhưng tôi cam chịu vì còn hơn là không có việc làm. Tôi vừa học vừa làm, ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm mới về đến nhà. Một tuần 7 ngày như vậy mà tôi lại là con gái, chắc ít người có thể lao động cật lực như tôi, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam để đi tìm giấc mơ Mỹ. Tôi nghĩ làm việc chăm chỉ rồi có một ngày tôi sẽ thành công. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ, có việc làm tại một ngân hàng Mỹ, rồi lấy chồng Mỹ cũng là thạc sĩ. Sau 10 năm ở đây, tôi có một cô con gái xinh xắn và sắp đón chào bé gái thứ hai. Vợ chồng tôi thu nhập hơn 250.000 USD một năm, mới hơn 30 tuổi, nhưng hai vợ chồng tôi đã làm chủ 3 căn nhà và 13 căn hộ tập thể. Tất nhiên, 50% là do vay ngân hàng. Lúc lấy nhau, chúng tôi chẳng có tài sản gì, chỉ do chăm chỉ làm việc mà có thành quả hôm nay. Hai vợ chồng tôi đều đi làm 60 giờ một tuần, về nhà còn phải chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ai cũng nói sao không về Việt Nam sống sung sướng, có người giúp việc. Nhưng tôi thiết nghĩ, ở đâu có tiền, có việc làm là nơi đấy mang lại hạnh phúc. Tất nhiên, quê hương vẫn là quê hương, nơi có cha mẹ, anh chị em, họ hàng, nhưng tôi không còn quen cuộc sống ở Việt Nam nữa. Tôi về Việt Nam chơi, thấy người Việt Nam mua sắm còn tốn kém hơn ở Mỹ. Có những người bạn hai vợ chồng đi làm 8 giờ mà vẫn thuê người giúp việc, còn than thở vất vả. Thiết nghĩ, nước Mỹ giáo dục tôi làm việc chăm chỉ hơn. Vợ chồng tôi đi làm còn kinh doanh mà vẫn chăm sóc con nhỏ. Dù chúng tôi không ai giúp đỡ nhưng thấy lúc nào cũng vui vẻ. Tuy có bận rộn nhưng vẫn còn thời gian rảnh để đi chơi, đi du lịch hay ăn nhà hàng. Nhìn người Việt Nam bỏ ra vài trăm USD mua điện thoại di động, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi ở Mỹ dù gọi là có thu nhập cao, nhưng bao giờ tôi cũng dùng điện thoại miễn phí. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, mỗi nơi đều có một cái sướng hay khổ khác nhau. Ở Mỹ, những người Việt Nam như tôi cảm thấy trống trải, cô đơn, nhưng nhiều cơ hội làm giàu. Còn ở Việt Nam, ăn uống, sung sướng, tinh thần thoải mái, nhưng không phải ai cũng có cơ hội mua nhà, mua xe nếu không có gia đình hỗ trợ. Rất nhiều các bạn tôi ở Việt Nam làm 20 triệu đồng một tháng nhưng vẫn không có khả năng mua nhà, chung cư nếu không có bố mẹ cho tiền. Đấy là hai sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam căn bản ban đầu. Cách vay nóng từ ngân hàng khi bí tiền, Việt kiều về nước có thể thử xem như thế nào. Nhiều lúc bạn cần tiền mà chẳng ai cho vay khi bạn ngửa tay. Hãy thử tìm đến ngân hàng, đây là một trong những cách khá là hay. Thấu chi tài khoản qua lương, cái này ai cũng làm được. Rất tiện cho bất cứ ai đang có công ăn việc làm. Đây được xem là phao cứu sinh của chúng ta vì nó cũng là dạng vay tín chấp, tức là vay tiền mà không cần phải thế chấp tài sản. Cách vay chỉ cần có một công việc ổn định là vay được một số tiền do ngân hàng quy định. Ngân hàng sẽ căn cứ mức lương mà cho bạn vay và thu lại từ chính ngân hàng cho vay. Lấy ví dụ thực tế của tôi là nhân viên văn phòng mới đổi qua công ty mới với mức lương thử việc là 6 triệu mỗi tháng. Cũng đủ chi tiêu tại thành phố nhưng không còn dư giả nhiều. Mà mẹ lại hay đau khớp nặng, thường xuyên phải tái khám. Do đó tôi cần phải có dư vài triệu để mẹ thuốc thang nữa. Hôm rày, toàn nhờ phương thức thấu chi qua lương mới có tiền xoay sở đó chứ. Ngân hàng chi vượt quá số tiền có trên tài khoản thanh toán, thường là ngân hàng cho chi vượt tối đa từ 8 tới 12 tháng lương. Mai mốt được thành nhân viên chính thức mới ráng để hạn chế thấu chi. Nhìn nhận vấn đề này thì tôi lại thấy lãi suất có cao hơn cách vay thông thường đôi chút, khoảng từ 2 tới 3%. Nhưng rất thích hợp với người đi làm công ăn lương có nhu cầu cần ứng trước lương để chi tiêu hoặc mua sắm đồ dùng. Tuy nhiên, cũng lưu ý là cách thức này chỉ phù hợp với nhu cầu cần nguồn vốn nhỏ vài triệu đến vài chục triệu đồng và trong thời gian vay ngắn không quá một năm. Còn vấn đề vay tiền từ thẻ tín dụng, trường hợp này kể ra chắc có nhiều người đồng cảnh ngộ. Nhân viên thì nhận lương khi nào do công ty quyết định, nhưng tiền nhà lại là chủ nhà quy định. Chị em tôi đứa thì nhận lương ngày 5, đứa thì nhận ngày 15 hàng tháng,
Trong khi tiền thuê nhà thì phải thanh toán cuối tháng hoặc là vu vi lắm là 1-2 ngày đầu tháng mới. Do vậy, có những tháng do chi tiêu quá tay nên bị hụt tiền, chờ tới lúc lãnh lương thì không kịp trả cho chủ. Nên tôi thường phải dùng thẻ tín dụng để rút tiền mặt để giải quyết tiền nhà trước. Hồi trước không biết nên đâu có cách nào, cứ chai mặt xuống nói chuyện với chị chủ. Ngại quá, chừng giờ xài cái thẻ tín dụng thì đỡ hơn. Kẹt tiền là rút ra một ít để thanh toán. Tuy nhiên, thẻ tín dụng thường chỉ rút tầm 50% hạn mức và phải trả lãi cao cho ngân hàng, nên bạn cẩn thận mấy điều khoản khi sử dụng nha. Nên hạn chế tối đa vì lãi nghe đâu cũng gấp mấy lần so với vay thông thường. Ai không để ý thì tháng trước chồng lên tháng sau, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền phải trả cũng sẽ chất cao như núi. Còn về cái cách cầm sổ tiết kiệm, cái này dành cho những ai có sổ thôi, cái này đọc trên báo thôi. Chị Thu Lan, quận 6 ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết có sổ tiết kiệm là 500 triệu đồng gửi kỳ hạn 3 tháng. Chị gửi từ đầu tháng 8, đáng lẽ là phải chờ hết một kỳ, đến đầu tháng 11 thì mới nhận lãi, do lại lĩnh cuối kỳ. Tuy nhiên, giữa tháng 10 chị Lan cần gấp 100 triệu đồng trong vòng 7 ngày để chi trả việc đột xuất. Bây giờ có hai lựa chọn. Rút tiền trước hạn hưởng lãi là chỉ có 0,083% mỗi tháng. Theo đó, số lãi chị thực nhận nếu rút là gần là 1,1 triệu đồng. Thứ hai là đến ngân hàng xin cầm sổ tiết kiệm với lãi suất là 0,62% mỗi tháng và vẫn giữ nguyên tiền trong sổ để hưởng lãi là 0,42% mỗi tháng. Tất toán đúng hạn thì số tiền lãi chị nhận được đến 6,3 triệu trừ đi lãi chỉ tầm là 145.000 đồng. Hơn nhiều, đây cũng là phương thức cho vay được nhiều ngân hàng ưa chuộng và sẵn sàng áp mức vay hấp dẫn lên tới 90% trị giá số tiền tiết kiệm hiện thời để giúp cho khách hàng xoay vòng vốn linh hoạt và hiệu quả hơn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.